Hello bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với series ARK Tùm Lum Mod của hai anh em mình nha các bạn. Tập tiếp theo. Thực ra là hồi nãy mình với Sì Chum là có làm một tập rồi nha các bạn. Nhưng mà kiểu mà nó bị lỗi á. Nhưng ủa, mà qua đấm hả? Cái con gì nè. Cái con quỷ, cái con ủa, gì cái Kama này Itachi á. Mình với Sì Chum chế cây cây súng các bạn. Bắn gần 3 tiếng đồng hồ mà không thèm chết. Ủa nó khó giết cho quỷ vậy. Quái cà nồi luôn. Thiệt. Tập bác co đó bạn ức chế lắm luôn á, cho nên là thôi anh em mình không boss đâu. Là chế cái cây súng đó là cái cây nano rai nè các bạn. Hey, cái cây nano rai này nè. Qua quánh làm lại thử không, làm lại thử cho bạn xem không. Bạn qua bạn chửi mình khóc tiếng miên nữa nè. Thử đây cậy, cứ qua thử cho bạn xem. Tại vì cái con mấy cái con Kama Itachi đó bạn, chứ cái con cù á là mấy cái con thú của mình quánh không có được. Nếu mà nó không có ăn đam á. Yeah. Chỉ có cái cây súng này thôi. Cây súng này là bắn mỗi lần được 1000 á. Hồi nãy giờ mình đi xung quanh kia chết vô gần 300 mạng của cây thật sự. Không dám úp cái tập đó lên cho các bạn xem luôn. Nên là bây giờ để tele qua đó test thử cho các bạn xem nào. Đây 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 phía bên này nè. Đâu? Bên phía cái cây cục máu kia là cái con Ura nha. Ura. À bên đây, bên đây. Nè bạn, con này nè. Đây là Kama Itachi nè, Watchman nè. Máu của nó có 306.000 thôi mà khó tem nó như đời tới luôn, khó bắn nó như đời tới. Ý con này nó có để tem được nè gì không? Con nào anh? À, không không không, nó có để thức ăn tem nhưng mà nó không turbo. Con quỷ đây bạn nè. Rồi, bay ra hạ sát nó đi. Đây 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 đây. Cầm thử ra được không? Được không? À đủ. Được không? Giờ nó tấn công rồi. Ây da. Trời 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 trời. Ây da. Rồi xin lỗi. À đúng rồi đúng rồi. Anh em mình có thể là sử dụng mấy con kia cho nó tăng gì giống. Thì đó. À được được được. Bây giờ mình có thể là thoải mái mình bắn nó được nữa bạn. Bà. Rồi. Em thả con chó đó, nó cắn được con chó em không? Có, nó đang cắn con chó em rồi. Cắn con chó em rồi. Mày thấy bà mày rồi, mày thấy bà mày rồi. Rồi nha. Ừ. Qua lẹ em, qua lẹ em, qua lẹ em, qua lẹ. Cái còn nhiêu máu vậy anh? Còn 200 mấy. Ừ, hai em tao xả ra em chứ phụ mày. Trăm mấy à? Ui giật quá các bạn ơi. Chịu khó tí nha các bạn, chịu khó chứ mắt tí nha. Đó, mình thèm nghĩ là cái sách hai anh Phương. Hai. Thí con sói qua liền. Trời ơi, chứ cái tập hồi nãy nó bay vô nó cắn anh em mình như đời tới các bạn. Không có thể nào tiếp cận nó được á. Đây thật sự bây giờ nó lo nó cắn con sói rồi. Hay quá em ơi. Mày chết. Ây da, ây da. Nóng quá, hạ nhiệt rồi. Chết rồi. Rồi, được cái gì không? Ủa? À, được cái túi đồ nè. Đó. Ủa trời, được cái gì vậy? Vậy thôi hả? Gì à? Được. Cái gì à? Giết nguyên cái con boss Itachi cái gì? Trời. Giết con boss nó cho được rồi, mình kia bóng vuốt kia lại mấy cái cục tên đi thôi hả? Hay là phải sử dụng thú mới giết được em ơi. Ôi ơi vãi. Tào lao thật sự các bạn. Tào lao thiệt chứ, tưởng nó trâu quả tim. À có con Chonot nè, có con Chonot nè, bắt con này không? Chonot đuôi nè. Là mời con này cho anh em mình mấy cái thứ xịn xịn á. Phải không ta? Đây tao em nó đem rồi. Chonot. Xỉu không? Hơi yếu anh ơi. Lấy cung ra nã anh. Qua đem tên theo à. Cái này để em bắn cho. Lặt nè. Mày. Hay quá. Có thức ăn không? Có thức ăn không? Còn để ăn cái gì đây? Đi đồ Dino Food hả? Đứng đó đi. Hay là chiếc bồ kia. Đó hình như là nó ăn cái bồ của Tronot đúng không? Cái bồ của Tronot đúng rồi. Bắt con đó về nha các bạn.
Cho nó hồi máu đi, nó đứng tăng nãy giờ, tội nghiệp nhỏ. Còn cái con cù nữa bạn, cái con chim đại bàng đó còn có thể bắn được. Còn cái con cù rồi máu 6 chưa mấy, bắn tới ngày mơi luôn. Bây giờ hiện tại giờ mình với Jim là đang bó tay, không biết sao mà để mà tiêu diệt được cái con cù màu đen đen bên sa mạc nữa. Cái con cù đó nó tên gì vậy ta? Happy Watchman vậy đó bạn. Happy Watchman. Khó chịu thật sự. Ây giời ơi, mấy con này khó giết quá tè. Đây em đâu rồi? Đây, đứng chỗ cái con hồi nãy. Có cái con gì à, đôi Neolithic đây nè. Con này hồi bữa mình bắt rồi mà không được gì hết trơn á. Đâu cái con siêu đó nè. Thì có con đuôi gì bên kia không? Đuôi thường. Đuôi thường. Đó em ơi. Ok anh ơi. Mang nó về test thử à. Đổi mất tiêu luôn cái bàn tay le luôn. Y sao đây em phê hả? Không, đang ngồi nghiên cứu để mà quánh mấy con kia mà. À, quánh con gì ra, quánh cụ hả? Quánh cụ với lại quánh mấy con kia đó. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ test thử cái con Chonot này nha bạn. Chonot đuôi nó có đập ra gì không? Tại vì cái con này của gì Jim bắt trước đó nè. Rồi cái con đuôi nãy của em rồi. Này con đuôi nè các bạn, cái con Riddle đuôi nè. Con này đập vô đá cũng xịn lắm luôn á. Đây để mình test thử cho bạn xem nha. Nhà cái không còn một cục đá luôn rồi. Quái nồi thật sự. Đó các bạn thấy không? Cái con đuôi Riddle này đập vô là nó cho mình mấy cái này nè. Cái này kêu bằng gì Essence of Void các bạn. Dùng để tạo mấy cái đồ chúng ta chịu hồi boss đó. Nói chung là nó rất cần thiết ở cái mod rare á. Đó, bây giờ đây, tăng speed lên. Đó, đập vô đá mới được nha, còn đập vô cây thôi. Đập vô cây vẫn được. Không, đập vô cây không được. Ra tháp đi gỗ đúng không? Đập vô cây là tháp đi gỗ mà. Đó, đập vô đá mới được nha bạn. Nó có cho mấy trái cherry nè, trái dâu này nè. Rồi cái này. Quan trọng là mấy cái essence of void đó. Chonot nè. Có cái Chonot rồi. Đâu. Hồi nãy gắn cái yên rồi đúng không? Rồi đập chưa? Đập thử chưa? Chưa. Tăng đi. Coi thử cái con Chonot đuôi này chúng ta đập sẽ được cái gì nhé các bạn? Nâng cái gì vậy anh? Em nâng gì đó nâng? Đừng quay đam chứ con này thì đang quay với đam. Rồi với cho nó một ít speed đi. Tăng kìa. Mình với chị Jim đang nghiên cứu cái cách để mà chế tạo cái token này nè các bạn. Trong cái mod rare. Ui con này không có gì đặc biệt hết trơn à. Anh ơi đập bình thường à. Nè chế tạo cái con rồng này nè các bạn. Mấy cái token đó trong này nè. Hiện tại bây giờ mình đã đủ để chế được cái con bò nè. Cái con token bò nè. Nhưng mà con này chắc phế.
bây giờ cần cái game of earth đúng không? Đúng rồi. Ok. Còn cái cần cái ram stone nữa các bạn. Game stone up up s gì đó. Game stone up s. Đá của vũ trụ phải không? Đá của trái đất hả? Đá của trái đất đó. Anh thấy là chỉ cần chế một cái thôi là chúng ta sẽ có được cái con chim đại bàng nè. Nó tên là gì ạ? Evarima Arentavit nha bạn. Ngoài. Anh còn cái con cú nữa nè, con cú cũng chỉ cần một cái thôi. Nó thiếu cái gì vậy anh? Cái Ramstone đó thì mình đang chế bên đây nè. Spark Powder với lại Angle Gel. Nè bạn. Nó còn thiếu Steel Inrod với mà Titanium Inrod. Là đang chế nãy giờ luôn á, là Steel Inrod nè. Steel Inrod thì nó lại thiếu mấy cái gì Magnesium. Rồi các bạn chế này hồi điên luôn. Đây nè, anh chế này nó thiếu gì anh chế đây nè. Nè Magnesium nè. Đó Magnesium á thì cần Angle Gel. Đó, em quăng vô rồi đó. Coke. Nhưng mà sẽ bắt powder. Coke, coke là cái gì đó? Thấy coke không? Nó. Chấm thứ hai đó. À đây. Co-on coke đó. Hot coke nè. Coke là từ này nè các bạn. Nè coke nè. Coca-Cola. Copper coin. À, coke là được chế từ than nha các bạn. Ôi, chế mấy cái này điên luôn các bạn ơi. Rồi để coi cái Steel đúng không? Cái đó là Steel Inrod đúng không? Là một cục nè. Chế hai cục nè. Steel là cần 8 cục rồi, Titanium là cũng cần 8 cục luôn anh. Steel. Hiện tại giờ là mới được hai cục nha các bạn. Ôi. Hai cục. Ôi chế cái này phê dữ à. Chia ra mấy cái bàn đi anh ơi. Chia ra hả? Làm mấy bàn này chưa cho nó chế lẹ anh ơi. Ok ok. Rồi cái cục đó rồi. À đây nè các bạn. 8 cái cục Steel Ingot. Là Steel đó, mình đọc là Steel đó. Steel Ingot nè. Titanium Ingot. Mệt thật sự. Chạy vòng vòng hồi chế hơi khục luôn. Cái bàn đó tên là gì? Metal quật, đây 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 em chế ba cái anh nè. Metal quật đó là chế đâu à? Ở trong cái rừng anh, đó đó. À đây nè các bạn, metal quật là chế từ đây nè. Mình muốn chế thử mấy cái con ở trong cái mod này á, thử coi nó mạnh không. Nhưng mà để coi coi trong mod Rome. Trong mod Rome thì chúng ta phải thu thập mấy trái tim này. Rồi chia ra nha. Em chia ra nè, em cho nó chế. Cái bàn này là sử dụng để cái bình là dùng để chịu hồi mấy con boss ra trong bản mod Rome á. Này bạn nào có coi series mod Rome trước của mình thì các bạn sẽ biết. Hồi nãy em đặt mấy cái bàn đó đâu. Đây 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 chỗ này anh. Qua 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 chỗ, chỗ chế cái bàn đầu tiên đi. Chịu hồi boss không? Rồi chịu hồi boss nữa. Ủa mà anh để chế cái gì đó? Anh lấy mấy cái trái tim đó mà, anh lấy mấy trái tim anh gắn vào đó. À đúng rồi đúng rồi. Rồi em nói cái nào rồi. Nè chia ra để mà chế cho nó là. Rắc là trời trên mấy cái bàn các bạn nó nhiều. Zin nè. Zin thì nó cần cái gì ta? Zin O. Tắt hết đi. Rồi Zin. Bây giờ cái bàn nào đầu tiên đâu? Đây cái bàn đầu tiên là bàn này. Tính từ bên đâu qua, tính từ bên đây qua đi. Rồi, từ rồi. Bên anh nè. Cái này là sẽ chế mấy cái coke nè. Đó, mình cho cái bàn này sử dụng là để chế coke hết. Coke. Ok chưa? Ok. Từ coke thì nó mới lên tới cái Zin O. Zin O thì cần gì ta? Zino là cần cái bàn nào em chép ở bàn nào? Đây em cầm đồ bàn để chế. Bàn thứ hai đi. Bàn thứ hai Zino đúng không? Metal nhưng mà Obsidian. Đây 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 chế nè, nó đang chế nè. Nhiều nhiều tí đi. Hết Obsidian rồi. Mẹ. Quăng 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 vô.
Đây chế cục kia nè. Chia ra gì nhanh á. Rồi cái này là bạn cuối cùng chế gì đây? Ok. Rồi cái bàn này cho nó chế cái magnesium đi anh. Ok chế đi. Magnesium là nó cần angle gel, ok với lại spark powder. Quan trọng là ví dụ như hết than rồi sao? Hết than à? Hết than thì mình đi farm than anh ơi. Mình có cái cuốc than mà em có nè, anh cũng có mà. À ok ok ok. Được các bạn, như vậy thì đâu ta, cái cuốc than của anh em mình bỏ đâu ta? À đây đây đây, cuốc than nè các bạn. Đây cuốc than nha. Hot kìa. Em ha, game hay các bạn. Trước đó mình thu thập mấy cái cúp này, bây giờ có cái để mà tận dụng được rồi nè. Đập lấy liền. Đập vô đây là có than khỏi cần nung gỗ kìa. Đúng vậy. 1000 mấy than liền. Chế phê luôn. Trời, chế mấy cái cốt của kia này ngu người. Gì tập sướng luôn. Bạn nào mà kêu mày kiểu mà khoái xem ARK, các bạn tập trung theo dõi series này của anh em mình là ghiền. Tại vì cái nào là nó cũng có cái công dụng của nó riêng á. Dạ đúng rồi. Cốt của kia. Iron ore. Cái bàn thứ ba này anh em mình chế gì đây? Bronze. Ok. Em coi cái steel nó còn thiếu cái gì. Rồi, cái này chắc cho chế cái coke tiếp anh ơi. Ok, còn cái mat gì đó. Đây đây, cái mat là em chế bàn thứ tư nè. Rồi với iron ore hình như cho mấy đen nhiều đúng không? Đâu nhiều đâu. Iron ore. Cho chế iron ore đi. Ok. Nhưng mà một bàn mà không thể nào mà chế nhanh được đâu anh. Phải chia ra nhiều bàn chế cơ. Hợp lý. Quay mấy bạn trong thời gian chờ đợi nó chế đó các bạn, nhớ kéo xuống cái like cái sub rồi giúp hai anh em mình nha các bạn. Like sub nhiều vô, mặc dù thức đêm khuya. Video kia kiểu mà nó tèo quá mình không up lên. Tại vì đi cứ qua cứ bị con quỷ chim nãy nó tán chết. Qua bị nó tán chết, có cay thật sự. Giờ hên nãy thì dùm quăng cái con sói vô, nó quánh sói mới có thời gian bắn á. Chứ thì nãy muốn khóc luôn rồi, qua nó tán chết. Hai này em mà bị nó cay á, mà nhớ muốn chữa thề đâu mà. Nhưng mà không. Titanium. Vừa chơi game mà nó vừa mập, nó vừa wow nữa. Wow, thực sự các bạn. Rồi. Bây giờ hên nãy tán nó được, coi như là phục thù lại các bạn. Vinh on nè. Sợ ti. Rồi ti mua lần. Đây, sợ ti đây. Mắt này nó cần gì đó? Nó cần coke. Ôi. Coke với sẽ bắt qua đưa. Ôi, mà cái sợ ti là hình như là mình không phải để nó bên đây nữa. Spot border. Mấy cái cục này có đánh boss có văng ra không ta? Cục nào anh? Cái cục mà gì là Red Genton á, Genton up S rồi nè. Em không biết nữa. Có con Danny là chỉ lấy đủ thôi nha bạn, tại vì mấy cái này nó hơi bị hiếm á. Rồi titanium nè, quan trọng là cái cục titanium này nè. Đúng rồi. Cái cục titanium này nó chế nó tốn phải rồi. Thank you.
Em chưa chế cái cục zin. Zin hả? Zin nhớ có mà ta. Zin là bàn số 2 nè. Ê, bàn số 2 đang ra cho mấy cục á. Thấy chưa? À rồi, ok, đang chế hết đó bạn ơi. Giờ trong thời gian chờ đợi chứ việc chờ đợi nó chế rồi mới bắt con này được hay chưa? Cú te vậy. Gánh vãi rồi. Trong thời gian chờ đợi là hôm nay mình làm con khác. Ủa cái con Chonot này nó không bắt được gì hả? Con này chỉ có đập đá với lại ra mỗi đá thôi. Không có gì đặc biệt. Em đập với metal chưa? Chưa. Con này cho nó phát sáng đi nha. Biết đâu đập vô metal nó mới xịn hay sao? Thử đi anh, thử đi. Em chưa test vô cái đó nữa. Chứ tự nhiên nó chơi con Chonot rồi không lẽ không làm được gì sao? À trời ơi, mấy cái cục zin o zit o gì á đừng có chế, giờ mơ chế nó tốn lắm. Anh em mình đi ra ngoài quánh một xíu là có rồi. Quánh con gì có? Quánh mấy con thú của cái mod đó đó. Quánh bao giờ mới đủ anh? Đây nè, anh mới tán cái là có cục này còn ngon hơn mình đi chế nữa. Có cục ít vậy. Trời ơi. Không, nó ra một lần ba bốn cục á, ba bốn loại mỗi loại cục nhưng mà vẫn ít quá à, anh ơi chế vẫn không đủ đô đâu, quên mấy con đó không đủ cho anh em mình đâu. Mắt này đã coi là trời, con Chonot này bắt tốn cái cục kiếp bò cho giữ vô. Đánh vô metal đánh cũng không được nữa bạn Sam. Quái trưởng. Đánh vô metal ra đá. Ôi tèo dữ vậy trời. Không được metal luôn mới ghê chứ. Oh my god. Quái thật sự. Cái con này nó tệ còn hơn con thường nữa bạn, con thường đập vô metal còn được metal, con này đập vô metal ra đá không à. Chị đú thật sự. Phế thật sự. Quá chứ. Em ơi, đã qua sa mạc một chuyến không? Đi. Trời đang mưa là đang mát mẻ, đi qua sa mạc đỡ bị chói nắng rồi. À quên nữa. Là nãy có test đam cái con này nữa nha bạn. Cái con gì Proto nè. Ủa gì? Gigant chứ Gigant xương nha bạn. Sao cho em đón lại con này cặp nhiêu đam gì không? Con này em nghĩ chắc được vài trăm mà. Sao sợ bạn. Mà mấy tập trước mà cái tập mình không up lên thì cho em đón con này cặp được bao nhiêu đam không? Chịu mấy đó bạn. Chịu mấy 2 triệu. Ghê vậy anh nhở. Đây để mình cặp thử cho bạn xem nha. Con này là mình đón 600 mấy mà còn bị hố nữa. Thằng này nó yếu dở lắm bạn. Gigant xương mà nó quánh được có 170 mấy á. 170 ngàn. Vậy là toan rồi. Đó, Gigant xương nó bạn thấy nó quánh tào lao thực sự. Nhưng mà như là nó có được cái chiêu phản đam. Chiêu phản đam chó cắn thì chứ. Ờ mà thường mình bị phản đam không chứ không lẽ mấy con con kiểu mình là BC không lẽ cũng bị phản đam không? Vô lý. Đúng vậy anh. Vô lý. Ờ như vậy là còn thiếu Titanium God thôi nha các bạn. Cho
Tròn. Ok, ok. Đêm rồi. Ok. Có sa mạc không ạ? Lo 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 lo. À, cái loại gì xét điểm là loại gì ạ? Dino My Whip. Weeper. Màu ta? Gì ta? À màu tím đấy hả? À, tên là gì ạ? Đi đúng rồi anh. Đi đâu mai whip đó. Đúng rồi. Mình phải cho nó uống lọ này để reset cái con gồng của mình lại nha bạn. Cái con gồng mạnh quá sao mạnh mình đã tập trước tăng hút điểm á. Giờ nó bị reset luôn. Quánh còn 200 mấy ngày. Đây con này của mình nè, giờ quánh còn được 200 mấy ngàn. Đam nó còn có 363% nữa bạn ơi. Đâu em ơi, ta leo qua đây em ơi. Tàn, ok. Ta đang ngồi em ráp mấy cái này nè. Cái máy nào? Đấy, mấy cái cục ingot này anh. Ingot, ok. Bỏ đi em ơi. Ráp mấy cái cục nó quải thật sự luôn. Phương thấy là Phương sợ liền. Qua đây đi giết mấy con kia, nó cho mấy cục đó nhiều mà. Đây nè, anh một đống bên đây nè. Đi. Này qua mấy cục này nè, mấy cục kiểu mà gì à? Cooper O, Jin O nữa. Rồi là trời ngồi chế thôi, chắc ba chợ thật sự luôn. À, sao mà có cái là ta lay quanh Phương không được ta, bà là cha nó. Ừ, cái bản ta le nó, bản mod ta le nó update là không cho ta le qua người nữa bạn. Xí đú kiểu gì á trời, hay thì chết. Giờ ta le qua cái bàn nào để được gần anh Phương hơn? Phương đang ở gần cái bàn nào vậy? Đó cái bàn mới đặt đó. Bàn mới đặt. Bãi này không ra. Chưa. Ủa, đâu phải. Hay là cái đầu tiên nhỉ? Nó đổ vị trí tựa lường chưa hết trơn như thế này. Rồi, ok. Tao cái con mấy con giết con nào mà được cái đó đâu anh. Anh chan. Ủa sao anh tăng sao mà bây giờ nó hết cho nhảy điểm luôn rồi chứ. Em coi bao nhiêu điểm cứ rồi. Mỗi reset là nó không cho mày thấy nữa anh, 123 rồi. 123 điểm rồi. 123 điểm máu. Điểm nha. Rồi, cứ cộng hồi đó là em thấy em nhận lại. Kêu dừng nha. Ok. Ôi, cũng nhanh phết đó chứ. Anh đã cộng tay hả? Đâu anh cài auto list rồi đó. 198 rồi. Rồi, dừng. Từ từ lại thôi. 236 rồi. 40. 41 phải không? 41 rồi đó. 3 4 5 6 7 8 4 9 5 10 đúng không? Đúng, 52 50 rồi. 2 3 4 cái nữa. 4. Rồi. Gồng em tăng nhiêu à? 254 mỗi cái, còn lại nó sẽ bích chính là mấy cái điểm kia. Biết em tăng nhiêu à? Có em 250, nhanh lắm, nhanh rồi, đừng cộng nhanh với em. Tầm của anh tầm 180 đến 200 thôi được rồi. Nhìn quá khó bay lắm. Rồi đó mày. Này giết mấy con này nè, giết mấy con kêu này nè. Ủa, cái con Baradot sâu. À, con quỷ cù này đó bạn, không có cạp được.
Đâu? Không có con nào có thể tấn công được nó. Mà chỉ có cây súng thôi. Mà cây súng bắn nó lần có ngàn giọt rồi. Giống như là bắn con chim vậy đó. Sao xích cái đầu nó là ông được anh Phương? Bô la không chọi, không chói được nó hả? Đó là 9 triệu máu, các bạn nghĩ bắn đi nào. Bắn tới đâm châu luôn. Bỏ đi em ơi. Nè giết mấy con này nè chứ. Giết mấy con mà bên mod lạ lạ mod ra. Đâu? Cú mod ra là con nào anh Phương? Con nào vậy? Là mấy con mà giết nó cho mấy cái Ritual linh hồn Ritual nữa. Linh hồn Divine nữa. À. Đây đi lên em ơi. Bay lượn vòng vòng rồi biết đâu chúng ta sẽ gặp những điều vĩ đại gì khác này thôi. Đồ đồ ghét. Đồ ghét. Đồ đồ ghét. Không ham nữa rồi. Này con này nè, con này nè. Đó, nó cho Cooper đó. Thấy chưa? Con em chưa cạp được cái con đó. Vì vai sâu nè. Một cái to. Gì bên đây đây. Trời ơi. Nhanh quá cũng khó chịu thật sự. Có cái con Ankedo này lạ nè, em bắt thử nhanh Phương. Ok. Qua đây cho em nè. Để em cũng tò mò phết. Từ ra thấy cung đó. Làm biết có farm được cái gì xịn không? À, con này nó kêu bằng cái gì Runky. Con này nó chế cái quặng gì nè anh Phương? Runky sao rớt các bạn. Con này chế được cái quặng Metal Idiot mà màu xanh nè, nó mới vải tèo nè. À, gì mà chế gì bằng Metal Idiot màu xanh đó, giờ tào lao gì. Nó ăn cái kiếp bồ gì kìa em ơi. Đừng nói nó ăn não nha, tôi xử mày luôn á. Não hồi dịp bà, không anh nghĩ là chắc năng. Ôi. Ui, em bỏ cái bánh hamburger nó ăn thiệt kìa anh Vương. Phải nồi. À, nó ăn cái bánh hamburger. Cái hamburger hôm bữa mình bắt cái con rồng Shadow á. Ok. À. Có mấy tò, test thử anh ơi, mấy tò nè. Rồi. Ôi. Yeah. Oh my, anh đang chạy nhờ nó chế kìa. Cái tốc độ chế kìa anh ơi. À nhanh. Chế một lần là 4 cục. Nhưng mà so với con Baradot con này chắc không bằng đâu. Ui cái con này. Con Baradot giờ nó phế anh ơi, nhưng mà con này chế lời lắm. Con này chế được gấp đô lên Phương ơi. Em có 300 mấy cái cục metal thường mà chế được cục ingot là tới 600 mấy lần. Nó chế ngu gì. Lỗ thấy bà luôn. Ui vãi. Không kiếm mà tính cho nó nha, còn anh em mình thì quá lời. Ờ đúng rồi đó. Nó là chế ngu, còn anh em mình lời á. Anh em mình lời gấp đôi luôn các bạn. Kiếm mà cho nó 300 nó trả lại 600 mà còn cục xịn nữa. Ờ bình thường là mình đốt trong cái lò là nó bị giảm đi. Đúng không anh? Bình thường mình đốt hai cục thường mới được một cục ingot đúng không? Cái này là ngược lại nha. Chế ngu. Ôi giết được con alpha gì đẹp quá. Ui what the fuck. Hả? Anh giết cái con alpha gì nó cho mấy trăm cái cục o gì luôn nè em. Đâu? Đây nè một đống luôn nè. Ra lượm lại lượm tiếp ơi. Đâu? Trời đất ơi đây nè. Lượm tiếp ơi nặng quá rồi. Nặng quá. anh giết cái con gà hay sao á? Ờ, với cái con đồ đồ á. The fuck, gì ghê vậy? Nè, 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 nè. Gọn, bỏ đôi vô. Ghê vậy? Bỏ vô, lầm bỏ vô đi. Rồi, đang lầm đây, phải. Lắm gì? Ôi, buồn ngủ gặp chiếu manh các bạn ơi. Trời ơi. Đang nói gặp tô bánh căm. Chui. Mày lên lầm. Đó. Em nói mắc cười quá.
bé gì thôi. Trời ơi, thời tới cản con gãn không nãy kịp. Bây giờ tôi chế mệt gần chết luôn, tự nhiên giết cái con đô đô kiểu mà giống như chúng diệt lót thôi mà. Đang nghèo thấy bài còn chúng diệt lót. Ui, cái mà con... vô luôn, mình vô hệ luôn ơi. Để chế đi em ơi. Dễ cái mình quất mấy con Raya kìa thử coi. Đây, thấy đây, không đây. Thấy tầm này ngon lành đúng không? Ngon rồi, ngon rồi đó. Kim phái nồi các bạn. Trời, mấy cục o nó nặng như quỷ gì vậy? Ngon thật sự. Chuyển đồ, chuyển đồ, chuyển đồ. Cái cục ọt có tên gì ta? Ui phải trưởng nhiều thế. Rồi bỏ hết trong mấy con kia hả? À, em bỏ hết vô thú nè, nên cho nó chuyển qua giùm, cái nặng quá chịu không nổi. Ngon lành thành tạo rồi. Bỏ bàn trên này đi. Trời ơi, nặng lắm luôn các bạn ơi, nhiều lắm luôn á, đâu mà hên dữ trời. Đúng là kiểu mà như chúng diệt lót thiệt luôn em. Đúng rồi anh ơi, trời ơi, phê thật sự. Hay là bây giờ chúng ta chế mấy cái vàng đi, vàng đồng. Rồi xong tới Titan. Rồi như vậy là có thể là tập này mình chế được cái con gồng luôn các bạn. Chứ đừng nói chi tới con đại bàng. Rồi, okay. Hết rồi chưa? Đã hết rồi, hết rồi. Còn hết ta, à, còn hết. Rồi bây giờ chế cái gì đây? Cục này chắc là khỏi chế. Em để trong cái, em để trong bàn nào? Nè, mấy cái bàn này à. Mày để bàn chỗ này nè. Ủa, nãy nhiều lắm mà ta. Cục đồng là chúng ta có rồi nè. Helon này là chúng ta có. Thiếu cái gì Jin nè? Jin God nó thiếu cái gì đây? Nó thiếu God Koke. God Koke là không có đúng không? Koke là Koke mấy cái bàn đầu tiên nè. Mấy cái bàn đầu tiên nè. Là mấy cục nè. Rồi đó. À, được 27 cục vàng rồi nè. Có 27 cục đồng chứ. Ui, mấy cái code Koke này nè, em bỏ trong cho mấy cục đó nè. Ráp ngu người. Ủa, ráp ít ít thôi anh, chế vừa đủ thôi được không? Được, được, được. Cái này cha khô. Quan trọng là để coi cái cục này. Nó chỉ còn thiếu Titan nè, mà em nghiên cứu chế Titan thôi, Titan Ingot á. Ingot thì Titan nó cần, nó cần mỗi loại 10 cục anh ơi, với lại Koke nữa. Đúng rồi. Hồi nãy cái con kia nó cho là gì ta, nó cho cái gì vậy? Nó cho Jin, nó cho ọt, với lại cho cái đồng. Nó cho cái cục copper á, copper, Jin với lại iron. Có 3 loại hả? 3 loại à. Mấy cái loại quan trọng thì lại không cho anh ơi. Cái Koke mới là cần nhiều nhất á. Koke đó dễ chế mà, bằng than không à. Bằng than nhưng mà chế nó lâu á. Thì mình chế hai bàn. Em đặt cái bàn. Thì em đang chế hai bàn đó. Ba bàn luôn. Làm thêm vài bàn nữa của anh cũng được anh. Muốn Koke có Koke á bạn gì thôi. Muốn Koke thì có Pepsi liền. Metal của Ben. Surfy the Ingot nè. Đây là thêm bàn nữa. Quá im. Titan mà quan trọng là tới Titan này cần tới
Nhiều lắm, cần tới 9 cục lần. Có 8 cục lần. 8 cục mà mỗi cục kia thì lại cần 10 cục kia nữa, vãi teo. Trời ơi là trời, các bạn thấy gì chứ nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm luôn á. Có cách nào để có được cục titan không ta? Dễ lắm, đây để em lên Shopee em mua cho. Có không? Trên Shopee có không? Có, muốn không? Lên Shopee em kiếm chưa? Em nhập về 7 cục thôi. Được. Nói chung là biết cách cơ chế là được rồi đúng không? Đúng rồi, còn một cục thì chúng ta sẽ tự chế thử các bạn. Mình sẽ cố gắng tự chế ít nhất là một cục. Còn 7 cục lại chúng ta đi nhập đi. Đi nhập từ nước Mỹ đi em ơi. Được. Nhập trên Shopee đi, mà hàng nhập từ Mỹ các bạn. Ui. Ui. Ui ngon. Anh mới giết cái con gì nè, cái con Sabertooth đội nón á. Giết nhiều con á, nó cho cái con ấy gì giùm. Cho con gì anh? Nó cho cái con T-Rex. Giết con T-Rex đó, cái ngon lành luôn. Uầy. Uầy. Em T-Rex đó nó cho một đống xương luôn. Ngon. Có con tinh tinh lửa mà level 20 này bắt không? Tinh tinh lửa level 20 hả? Ủa, yếu dạ ta. Level 20 thì kém quá nhưng mà cứ bắt test thử không? Cũng được anh. Em Meto. Nè, tay đây qua đi. Đó, đặt các bạn tay này đó. Dạ, đợi em một chút, em đang test thử cái này coi không biết có nó được không ta. Em thử làm mấy cái cuốc của cái mod Gaia nè, em đập vô đá rồi coi nó có được cái nguyên liệu của nó không. Ok. Cái này là đập thường đúng không? Mà nếu mà được thì ngon. Mau tâm nhiệt máy. Sai cánh. Magic. Còn 20. Quỷ tinh tinh lửa này mình nghĩ là chắc nó ăn cái gì nè. Bánh nè, bánh kem quá bạn. Rồi đi level 20 bắt lại test thử cho bạn xem nha. Tinh lửa bắt đại lên đây. Ok. Test xong chưa? Còn cái quỷ titan nữa không biết sao. Ồ từ từ nha. Ôi nó không chịu tem em ơi. Không chịu hả? Cái bánh hamburger đúng không? Dạ. Cái gì vậy ta? À, em chế cái cuốc crystal, em đập vô cục metal là nó ra mấy cục ọt nè anh Phương. Đâu? Ui, nó cho 4 loại ọt anh ơi. Đã vậy? Nó cho copper ọt nè, iron ọt nè, zinc ọt với lại cái cục magnesium. Chỉ có cái coke là phải tự chế thôi, còn mấy kia là được nha. Rồi, quá ngon. Là con tinh tinh đó là chắc nó ăn cái gì nữa bạn, cái não á, cái não rơm á. Ui. Chắc nó ăn cái não rơm rồi, giống như cái con Dewey rồi.
Não dơm tốn chết luôn cái não. Cứu cái não à. À cái não là cái này nè. Trời ơi, cái não này tốn linh hồn gần chết. Mấy cái não tốn mấy cái linh hồn đó nhà mình thì chưa có nữa, bữa thì xài hết rồi. Ờ, linh hồn bữa đi chiều hồi boss hết rồi. Mấy linh hồn này farm vẫn được nhưng mà tại mình thấy có con tinh tinh đó có level 20. Phí quá đâu em đâu. Em đang đâu? Em đang lên chỗ trên núi nhà mình để đập cái metal thử nè. Ờ, về nhà thử rồi, về nhà thử rồi. Đây đây, em gọi con rồng em bay về cái nè. À, thì ra là cũng ờ, được. Cái cúp nào đâu? Nếu mà cái cúp mà đập được mấy cái này nè bạn, mấy cái o này nè thì được nó thì ngon. Đây 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 đây. Ta sẽ dễ dàng chế được mấy cái titanium này nè. Đây nè anh Phương ơi. Từ lực cánh sinh luôn rồi, không có. Cái này chế dễ à, anh đập. À, cúp Crystal Beak. À, cái cúp này à. Dễ không, dễ chế không? Dễ dễ, em làm mấy chế mấy cái cho anh đi đập về luôn. Tại vì em đang định thử lại mấy cúp titanium, nếu mà đập ra được titanium luôn thì ủ vãi lìn luôn. Nhưng mà chắc không được đâu. Cúp này phải đấm vô mấy cục metal mới được hả? Metal ở đây. Ôi được lắm các bạn ơi, một phát một là một đống luôn. Bốn loại đó. Cũng được đấy. Có thời gian sẽ đi farm, à, chắc nghỉ thôi Phương ơi, dài hơn một tiếng đồng hồ rồi. Ồ tập này hơn một tiếng rồi hả? Hơn một tiếng rồi đó, nãy giờ ngồi lại quay hơn một tiếng rồi đó. Vãi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, chúng ta đã giải quyết được cái bài toán đập mấy cục này là chế titanium nè. Vậy thì cố gắng tập sau. Tập sau là sẽ anh em mình rác coi coi là chế mấy cái này. Chế titanium để mà chịu hồi mấy cái con trong cái bản mod đó nha các bạn. Cái mod Raya ha, không biết mấy con đó mạnh ra trò ra gì không. Mà thấy chế tốn quá thiệt luôn á. Chế cực như đời tới. Ok à. Zin A. Rồi như vậy là tập này để tiêu đề là gì đây? Game lú vừa lờ. Ôi chế mấy này điên luôn anh ơi. Đấy, rồi rồi, xoay quanh mấy cái này chế mấy này thì khùng thật sự các bạn. Nhưng mà không sao đâu. Chúng ta có một tập kiểu phải cày cuốc các kiểu gì để rồi tìm. Tập sau chúng ta có mấy cái titanium nữa nè. Sẽ chịu hồi được cái con kia nha các bạn. Các bạn phải cố gắng đồng hành cùng okay anh em mình. Cố gắng đồng hành cùng anh em mình trong cái series hài não này nha. Trong cái series này nói chung là phê thật sự luôn em. 8 cục titanium god nha các bạn. Để ra được cái con này nè. Nó ra con rồng này nè. Con này trước chứ. Ôi. Tại vì một cái cục ram stone là sẽ chế được một con này trước. Tại vì nó cần yêu cầu 1 và còn cái con rồng này nó yêu cầu tới 5 luôn. Con dưới này nó còn kinh khủng khiếp nữa nè. Đây,
Sau này mình sẽ ráng mình triệu hồi mấy con này đi. Nó làm mấy con này cực quá. Mình sẽ cố gắng làm. Game of Fire, Game of Water nữa nè. Trời ơi. Nó nhiều vãi chưởng. Nhiều quá. 5 cục kim cương và 1 cục kim cương là bằng 8 cục titanium đây. Trời ơi. Có cách nào mà làm mấy cục titanium này nó bằng mấy con thú không ta? Ngồi chế điên lắm quá. Có em ơi. Shopee. Shopee không có. Là trời nó nhiều. Ông nào mà ngồi chém cái này chắc mà sắp à mà. Có cái cúp này, nói chung có cái cúp này là được giải quyết mọi vấn đề rồi mà. Chủ yếu là còn cái coke thôi. Coke là chết than thôi, phải ráp nhiều bàn lắm mới nổi lên đây. Rồi ôi coke coke thì từ than nha các bạn. Không, nói chung là tập sau chắc anh em mình được á. Được sao chị hồi được. Cái cục titan gót nãy đâu ta? Nè được rồi nè, 4 cục rồi nè, còn 4 cục nữa các bạn. Quay. 4 cục nữa hả? Ôi, 70 phút rồi đó anh. Quái chưa. Tiếng 10 phút rồi. Tiếng 10 phút rồi đó. Trời. Ôi, mệt quá. Thôi bye bye tất cả các bạn nha. Mai chúng ta chuyển tiếp các bạn ơi. Tạm thời mình đi zoom quay một tập cho các bạn xem thôi nha. Mai trưa về sớm thì mình làm tiếp tục cho các bạn xem tiếp. Còn buổi sáng thì chắc mình up một tập thôi cho các bạn xem từ sáng tới chiều, một tiếng mấy. Chiếu cho tới sáng, sáng cho tới chiều. Phê quá, phê rồi. Em ơi em anh phê quá. bye bye các bạn nha. Anh em mà giờ này đuối lắm rồi đó, ngồi chém này sao anh em choáng nãy giờ rồi. Không, có thể là mai là tập sẽ là tập hay các bạn, tại vì mình đã vét hết mọi thứ á. Dạ. Yeah. Để có được cái cục quỷ đó. Cục titanium. Cái cục titan gì đó. Mình đúng là cái game Raya, cái mod Raya này khổ quá. Chày hệt ghê hồn luôn á. Thế là anh em mình tính toán các kiểu đồ dữ dằn lắm mà nó còn kiểu mà nó mệt vãi nồi quá nhiều. Thế nhiều thực sự luôn mà. Vậy các bạn nhá. Thế sự thì nhớ like và các bạn đăng ký đúng không? Hai anh em mình nhé các bạn. Đúng rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Bye bye.